có nhà 100 tỷ ở Mỹ, ai cũng nghĩ chồng Hương Thủy là đại gia, đến khi biết được sự thật thì mới ngỡ ngàng. Ca sĩ Hương Thủy sinh ra ở Cần Thơ năm 74, sau đó về Vĩnh Long, là nơi ông nội tu, và sống ở đây cho đến năm 17 tuổi. Cô là con gái duy nhất, trong gia đình có 4 anh em. Tuổi nhỏ ca sĩ Hương Thủy sống ở trong chùa, vì cả ba đời trước, cha, ông nội và ông cố đều tu ở trong chùa. Cha của Hương Thủy là sĩ quan không quân của Việt Nam Cộng Hòa. Sau 75, khi cha về chùa ở thì Hương Thủy về theo. Hương Thủy ở trong chùa nhưng không phải là đi tu, mà chỉ ở gần gũi ông nội và làm công quả trong chùa. Ca sĩ Hương Thủy có khuôn mặt hiền lành, xinh đẹp, cũng giống như tính tình, được nhiều người nhận xét là thân thiện và dễ gần. Giọng hát trong trẻo, tươi mát của cô rất thích hợp với những làn điệu dân ca của vùng đất nơi cô sinh ra và lớn lên. Trên sân khấu Paris by Night, Hương Thủy là giọng hát quen thuộc và rất ăn ý với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Từ lúc học tiểu học, Hương Thủy đã thể hiện tài năng ca hát khi đoạt giải nhất cuộc thi văn nghệ dành cho lứa tuổi thiếu nhi Hoa Phượng. Khi lên lớp 10, Hương Thủy nghe trên đài radio có tuyển sinh nhạc viện thành phố, nên định nộp đơn để học thanh nhạc. Tuy nhiên theo lời cô kể thì ở Sài Gòn, khi đi đến gần trường sân khấu nghệ thuật đường Cống Quỳnh, thấy bảng thông báo tuyển sinh khóa cải lương, cô ghé vô đăng ký thi luôn. Nếu không có khúc quanh đó, thì Hương Thủy đã thi bên nhạc viện, chứ không phải là sân khấu cải lương. Đó là lần cô trốn gia đình để đi thi và đậu Á khoa trường sân khấu năm 92. Sau khi tốt nghiệp, Hương Thủy tham gia nhiều cuộc thi về cải lương, dân ca và đã đạt được nhiều giải thưởng lớn. Đến năm 95, cô đoạt huy chương vàng cuộc thi cải lương bông lúa vàng. Cũng trong năm đó, cô được mời hợp tác trong đoàn ca múa nhạc Bông Sen, dự thi ca múa nhạc toàn quốc và đoạt huy chương bạc. Năm 99, cô dự thi cuộc thi tiếng hát dân ca toàn quốc và đoạt giải nhất. Cũng vào năm này, Hương Thủy gặp được người chồng hiện tại, là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt, anh Trọng Mã tâm sự. Tôi và Hương Thủy tính từ lúc quen biết tới giờ đã 25 năm rồi. Tôi thích Hương Thủy vì lúc đó hay mặc áo dài, nhìn quê quê. Lúc mới quen, tôi không hề biết Hương Thủy là ca sĩ. Gia đình tôi lúc đó đã buôn bán, cung cấp thủy hải sản ở Sài Gòn. Năm 2003, Hương Thủy được chồng bảo lãnh, qua định cư tại Nam Cali. Tại đây cô được một người quen giới thiệu tham gia và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ trụ cột của trung tâm Thúy Nga. Hương Thủy xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình Paris by Night 72, tiếng hát từ nhịp tim, và sau đó gắn bó với Paris by Night cho tới hiện tại. Sau hơn 20 năm sống trên đất Mỹ, vợ chồng Hương Thủy hiện đang đầu tư một chuỗi nhà hàng hải sản tại Mỹ với 5 cửa tiệm lớn. Sắp tới, có thể triển khai tiệm trên khắp nước Mỹ. Cuộc sống hiện tại của Hương Thủy tại Mỹ được xem là viên mãn và giàu có, ổn định. Cô sở hữu nhiều xe sang đắt tiền, sống trong một căn biệt thự trị giá gần 3 triệu đô ở Long Beach. Mặc dù mang tiếng đại gia là vậy, nhưng chồng Hương Thủy rất khiêm nhường, vẫn hàng ngày làm việc chăm chỉ không nghỉ ngơi. Anh Trọng nói rằng, không làm việc thì chỉ có đói. Anh đều đi nhập hải sản mỗi ngày, quản lý công việc tại các cửa hàng. Trải qua 25 năm chung sống cùng nhau, ông xã Hương Thủy chia sẻ, thi thoảng tôi cũng lớn tiếng với vợ, nhưng khi nhận thấy thì kìm lại được, nhịn đi. Vợ tôi thì hầu như không lớn tiếng với tôi. Ở nhà, vợ sai gì tôi làm đấy, tôi cũng là người cơm nước, giặt rũ. Tôi hay nấu ăn để mời anh em, bạn bè tới. Tôi còn là người chăm sóc cây cối trong nhà, làm vườn tược đầy đủ vì đó là sở thích của tôi. Tất nhiên, tôi cũng dành thời gian chăm sóc vợ nữa. Tôi có một con chung với Hương Thủy và nó đã 23 tuổi rồi. Tôi có tới 2 cháu nội vì tôi có 2 con riêng. Hương Thủy rất thương con riêng của tôi, lo cho chúng từ nhỏ rồi lớn lên dựng vợ gạt chồng cho các con đầy đủ. Giờ chăm cả cháu, quý cháu lắm. Về công việc, nghề của tôi Thủy không đụng vào và ngược lại. Nghề của Thủy tôi cũng không xen vào, việc ai người đó làm, tôi chỉ book show và book vé máy bay, hầu theo cho vợ. Hương Thủy chỉ cần cho tôi biết tuần đó đi bao nhiêu show, ở đâu, mấy giờ thì tôi sẽ book hết toàn bộ máy bay, chỗ ở cho vợ. Khi được hỏi, có vợ là một ca sĩ nổi tiếng và xinh đẹp như vậy, anh có ghen không? Chồng Hương Thủy trả lời thẳng thắn, tôi không ghen, và có ghen cũng không làm được gì. Người hâm mộ yêu mến nghệ sĩ là chuyện thường, nếu khán giả có tình cảm với nghệ sĩ, thì điều quan trọng nhất là người nghệ sĩ đó có lung lay hay không mà thôi. Tôi tin tưởng vào vợ của mình. Người hay ghen trong gia đình lại là Hương Thủy chứ không phải tôi. Tôi rất thích mua đồ cho Hương Thủy, mua từ cái áo đầm tới cái bóp, đôi giày. Thấy chỗ nào có đồ đẹp là tôi mua về tặng vợ. Vợ tôi nhận được đồ thì rất vui vì chồng biết được sở thích của mình. Tôi thường lên chợ, thấy chiếc áo đầm nào đẹp thì tưởng tượng trong đầu xem vợ mình mặc thì thế nào. Nếu đẹp thì mua về cho vợ. Tôi cũng mua cho vợ các loại bóp hiệu, nếu nghĩ cô ấy mang vào thì vừa ý. Thì thoảng cũng có những lần tôi mua phải món đồ mà vợ không vừa ý. Vợ tôi cũng lâu lâu mua đồ cho tôi. Nếu cô ấy thấy tôi cần món gì
thì sẽ mua, còn về phía tôi cứ thấy thích món gì là mua cho vợ. Cái này là nịnh vợ đấy. Hương Thủy và ông xã có với nhau một cậu con trai. Con trai nữ ca sĩ hiện đã lớn phổng phao và rất điển trai. Những khoảnh khắc của cậu con trai dù chỉ là chụp lén, được Hương Thủy chia sẻ trên trang cá nhân, khiến nhiều người chú ý bởi vẻ khôi ngô của cậu. Dù đã U50, Hương Thủy vẫn khiến nhiều người xao xuyến bởi nhan sắc trẻ đẹp, đậm chất Việt Nam. 20 năm sang Mỹ định cư, Hương Thủy được khen vẫn trẻ trung so với độ tuổi. Mỗi ngày, cô dậy sớm để đi bộ, tập yoga. Cô có cuộc sống mà nhiều người phải mơ ước khi có gia đình hạnh phúc, nhà đẹp, xe sang. Cuộc sống của Hương Thủy ở trời Tây cũng rất vui vẻ và thoải mái. Bên cạnh việc đi hát, nữ ca sĩ dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Cô cũng đi du lịch nhiều nơi và gặp gỡ bạn bè thân thiết. Hương Thủy cũng thường xuyên mời bạn bè tổ chức những buổi tiệc ấm cúng và hạnh phúc tại nhà riêng. Vì lớn lên từ nhỏ ở trong chùa, Hương Thủy cũng thường xuyên xuất hiện trong các buổi ca nhạc tổ chức ở các ngôi chùa ở Mỹ, các buổi ca nhạc gây quỹ ủng hộ người khó khăn, khuyết tật. Chính vì những hoạt động nghệ thuật này mà cô rất được lòng yêu mến của khán thính giả người Việt khắp nơi trên thế giới. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long từng một lần ghé thăm biệt thự view biển của Hương Thủy, anh phải trầm trồ trước sự bề thế. Theo Kim Tiểu Long tiết lộ, ngôi nhà này ở ngay sát biển, thuộc khu nhà giàu, toàn nhà đắt tiền, một căn rẻ nhất cũng vài triệu đô, không căn nào dưới triệu đô. Hương Thủy cũng từng nói với Kim Tiểu Long rằng cô mua biệt thự với giá hơn 2 triệu đô, chưa tính tiền sửa sang, nội thất, trước nhà là hàng loạt cano, xuồng máy đắt tiền khác dùng để đi biển du ngoạn luôn. Chủ nhà này chắc chắn phải rất giàu. Sau Kim Tiểu Long, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền tiếp tục hé lộ một căn biệt thự khác của Hương Thủy. Được biết, căn biệt thự này tuy không có giá trị lớn như biệt thự view biển kia, nhưng cũng tọa lạc trong khu nhà ở đắt tiền dành cho giới thượng lưu. Phía trước biệt thự là một khu vườn rộng được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận. Hương Thủy dành khá nhiều tiền bạc để đầu tư vào khu vườn. Cô mua nhiều cây cối, hoa cỏ về trồng rồi bài trí ngăn nắp, hiện đại, trồng cả một hàng rào bằng hoa thơm phức. Trong vườn có cả thiên tuế, dừa, cao vua trồng hơn 10 năm, cùng nhiều đèn điện, tượng. Hương Thủy còn dành hẳn một khoảng sân rộng để đậu xe, đậu được một lúc 7 chiếc ô tô. Kim Tiểu Long tâm sự, đúng là những người tuổi Giáp Dần thường giàu có lắm. Tôi có những người bạn tuổi Giáp Dần giàu kinh khủng, giàu một cách kỳ lạ. Tôi là tuổi Mèo nên không giàu được như thế, chỉ đủ ăn, đủ tiêu, đủ sống. Nhưng thôi, ăn được ngủ được là tiên, chuyện tới đâu hay tới đó. Cuộc sống mà, phải cố gắng làm ăn, vươn lên bằng cách tay làm hàm nhai, không ngại người. Tiền tôi kiếm ra tôi xài, cái gì làm bằng mồ hôi nước mắt thì cứ ăn, cứ xài cho bản thân tôi. Bạn bè anh em ai được cái gì thì tôi mừng cái ấy. Chúc mừng cô bạn tôi, quá tuyệt vời. Quý vị những ai yêu mến ca sĩ Hương Thủy, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất đến với quý vị.